Là một VTuber model tốn bao nhiêu tiền? Đây là câu hỏi mình đã nhận được từ rất nhiều các bạn đã xem video trước của mình. Thì là trong buổi video ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp câu hỏi này cho các bạn nhé. Có ba loại VTuber. Một là PNG VTuber, hai sẽ là Live 2D VTuber, và ba là 3D VTuber. Mỗi một loại nó sẽ có giá cả khác nhau. Đối với các PNG VTuber, do nó chỉ là một hình ảnh PNG đại diện và chúng ta có thể tự tạo trên Kara hoặc là ở trên BigCrew, vậy nên đây là loại VTuber rẻ nhất với chi phí chỉ dao động là từ 0 cho đến là 300.000 VND. Đối với Live 2D VTuber, đây là bản cao cấp hơn của PNG do nó có yêu cầu nhiều công đoạn cũng như trình độ vẽ và rig cao. Tùy theo các artist và rigger cũng như độ phức tạp của model, giá cả cũng sẽ khác nhau. Trường hợp VTuber của mình thì phí design sẽ là $50, phí tạo VTuber model sẽ là $400 và phí rig của mình sẽ là 4 triệu. Tổng cộng chi phí của mình sẽ là 13 triệu Việt Nam đồng. Trong một clip của Bow the Well có tiết lộ tổng chi phí cho 3 model của cô ấy là 10.000 đô la Mỹ. Cuối cùng, đối với model 3D, đây là loại ít được sử dụng nhất. Thế mình nghiên cứu trên Fiverr, một VTuber model 3D chất lượng cao sẽ có giá rẻ nhất là từ 500 cho đến 1.000 đô. Tuy nhiên, chúng ta có thể tạo model 3D miễn phí bằng cách sử dụng V-Roy Studio hoặc là livestream trên nền tảng Reality. Follow mình để có thêm những video ngắn về những thông tin, hướng dẫn cũng như tất tần tật về VTuber nha.